Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh cùng với tất cả khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tú. Dạ, em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh và hiện là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tú làm gì Tú? Dạ, em đang làm giáo viên mầm non ạ. Ở quận mấy? Dạ, ở quận Tân Bình ạ. Rồi, mời em trai. Dạ, anh chào chị Nguyễn Linh. Dạ, chào chị Ngọc Lan, em cũng đến từ Tây Ninh. Ủa? Hay vậy? Dạ, hiện giờ em làm kinh doanh tự do ở Củ Chi. Em tên họ là gì? Dạ, em tên là Hồ Quỳnh Tân. Tân là sinh năm mấy nha? Dạ, em sinh năm 1995. 95 luôn? Dạ. Rồi, bên kia 97. Dạ. Hai bạn cùng quê với nhau đó, hỏi xem coi có gần nhà nhau không? Hỏi đi Tú ơi. Dạ, anh ở khu vực nào ạ? Dạ, anh ở khu vực Châu Thành. Châu Thành? Dạ, là xa hơn em ở Dương Minh Châu ạ. Chỗ anh lên chỗ em chừng 30 phút rồi. Cũng không sao. Bây giờ mình nói ưu điểm, khuyết điểm cho hai bên cùng nghe đi. Rồi, Tú nói trước nào. Dạ, thì ưu điểm của em thì là em biết nấu ăn nè, em vui vẻ, em lạc quan. Trong cái mùa dịch Covid vừa qua là em tăng lên 3 kg, là mọi người biết em là lạc quan như thế nào rồi. Dạ, mặc dù là bị mất khẩu vị nè, xong rồi mất khứu giác nè, không ngửi, không ăn được gì hết trơn á. Là ăn không có mùi vị gì, nhưng mà như là cũng tự nấu xong rồi tự ăn xong rồi vẫn tập thể dục xong rồi vẫn làm vui vẻ nghe nhạc vậy đó. Nói chung là rất là lạc quan, rất là enjoy cuộc sống. Dạ đúng rồi. Và thêm một cái nữa là tại vì em làm mầm non nên em rất là sáng tạo. Dạ, em có thể là làm đồ chơi này không à. Nói chung là em xem mấy cái gì mà em thích mà em nghĩ là em làm được thì em thường làm handmade. Dạ, thêm giáo viên mầm non thì rất là năng lượng ha. Dạ. Rồi, mời Tân. Điểm mạnh của em là được mọi người tin tưởng dữ lắm, với lại được em cũng biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là đặc biệt là sợ cô đơn sợ ma. Sợ cô đơn sợ ma nó hợp nhau đó. Muốn không cô đơn thì phải có người, có người cho đỡ sợ ma, đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa? Vậy sợ độ cao, mỗi lần mà đi lên hợp tác với đối tác này kia lên đầu á, em không dám nhòm xuống. Vậy là ở chung cư không được rồi đó. Mời nhà gái cho tôi biết đường tình trường bên đó sao nè. Dạ, em thì em chưa có mối tình nào hết. Dạ, chỉ là nhắn tin thôi. Nhắn tin nhưng mà tự nhiên có người thì nhắn tin cũng rất là hợp, rồi tự nhiên người ta không nhắn tin nữa, không biết là tại sao luôn. Không có làm sao á. Là tôi thấy cô giáo rất là xinh luôn á. Dạ. Em có nhắn chửi người ta gì không hay là? Em có nhắn chửi người ta gì không hay là? Dạ không, không có nhắn gì hết trơn á. Thì y như là bạn đó là nói những cái lời y như là ngọt ngào đó. Ngọt ngào quá mà. Ví dụ như là anh nhớ em rất là nhiều, hay là hôm nay sao mà anh yêu em nhiều quá. Nói chung là cảm giác y như là những cái lời giả dối vậy đó. Mà chưa gặp gì hết trơn. Dạ, mà đúng vậy. Rồi. Xong rồi em mới nói là em thì em thích lời nói hơn là hành động, em không có thích. Nói chung là em không phải là kiểu con gái là thích lời nói mật ngọt đâu. Thì bạn đó mới nói là trời ơi, coi chừng ế rụng nụ. Coi chừng ế rụng nụ. Em mới nhắn lại cho bạn đó một câu là anh nhắn một tin này là em không biết nói gì luôn. Xong rồi cứ bạn đó xin lỗi, xong rồi không nhắn nữa. Con rụng nụ luôn đi. Con rụng nụ luôn đi. Dạ à, đúng rồi. Ông nhắn kỳ lạ vậy. Tự nhiên nhắn cho mình chưa gặp ta dĩ chưa mà đòi yêu rồi. Thấy người con gái kia thấy tội không em? Toàn là yêu qua tin nhắn không? Em sao có yêu qua tin nhắn không? Dạ, em không có yêu qua tin nhắn được. Em thì không có nói chuyện được giỏi giang như người ta, mà em được em hành động. Chào nhà trai, dạ, hành động hả? Dạ. Nào giờ mình hành động mấy lần rồi? Dạ, từ đó giờ em cũng định hành động mà chưa ai cho em cơ hội được nhiều hơn. Đó là định thôi. Dạ. Chứ chưa hành được. Dạ, dạ đúng rồi chị. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng được 2 mối tình. Dạ, một mối tình là 10 năm với mối tình 2 năm. Dạ, một mối tình là 10 năm với mối tình 2 năm. Ui, mối tình 10 năm đó làm ly bi đát rồi nha. Dạ, không có làm ly bi đát đâu chị. Tại chẳng qua là công việc của em là trước đây em cũng đi theo nghề bếp. Em hồi giữa hậu ước mơ của em là nấu ăn cho các bạn nữ thôi. Mình có thể nấu ăn cho ngoài vào cho gia đình mình. Để bạn nữ của mình không chịu cực khổ cho mình thôi. Cái nhiều khi trong thời gian học bếp á là trong vòng 10 năm nó cũng đi về. Cũng thân bạn rồi xong cũng về dẫn bạn đi ăn uống. Cái dần dần khoảng cách xa nhau quá nên tình cảm cũng nhạt phai thêm thời gian không chị. Em cũng nhận ra được rằng là do mình thiếu sự quan tâm tới bạn gái đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bây giờ mình có đủ thời gian để mà mình bắt đầu một cái mối tình mới và mình chăm sóc nó được chưa? Dạ thì sau lúc được 2 kinh nghiệm mối tình đó là em chấp nhận là có bước thêm một bước nữa để chăm sóc bạn nữ.
Rồi giờ cái mong muốn em có một người bạn gái như thế nào, nói chị Lan nghe coi. Dạ em chỉ mong muốn là bạn gái yêu cầu nhỏ nhắn được để em có gì bảo vệ cho bạn gái. Nhỏ xíu luôn. Có một chút à. Bảo vệ cô giáo mầm non được, cô giáo bên kia dễ thương lắm. Rồi gì nữa? Dạ em chỉ mong bạn gái là tin tưởng ở em là được rồi. Còn mọi chuyện cả thế giới để em lo. À cả thế giới để em lo. Dạ. Hay, hay lắm, bản lĩnh lắm. Yên tâm, có người nấu nướng ăn. Nhưng mà kêu bảo cả thế giới để anh lo nhưng mà thấy sợ ma là thấy hai thời điểm mâu thuẫn nhau nhưng mà không sao, em không sợ. Thấy thấy cô thì giáo ghê chưa? Ma thôi, cả thế giới lo trừ con ma để em chỉ lo. Chỉ có sợ ma, sợ độ cao thôi. Thôi còn em muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Chỉ cần chân thành là được rồi. Anh kia chân thành đó. Dạ, có công việc ổn định. Ổn định luôn. Dạ, vậy là đúng rồi. Chiều cao, chiều ngang, chiều dọc gì đó. Có muốn siêu mẫu hay là chân dài, chân ngắn gì không? Dạ, không, em nói chung là cao hơn em là được rồi. Bao? Dạ. Bao cao? Với lại là nếu mà có thêm một chút xíu tài lẻ, ví dụ như hát, đó cũng rất là hay. Tại vì em rất thích người hát em nghe. Rồi, chút mở màn coi hát được không nha. Đúng, mở màn cái bắt hát liền nha. Đúng rồi. À. Rồi, em đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với chị của em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ. À, em là chị ruột của bạn Tú. Chị thấy là cái bạn trai bên này thì cũng dễ thương, nhìn mặt cũng sáng sủa đó. Nói chung cũng lanh lẹ đó. Hai em hôm nay gặp nhau cũng là một cái duyên. Nếu được thì hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Hai người có duyên có nợ với nhau thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi, cảm ơn em gái. Đi với ai cưng? Dạ, bữa nay em đi với bạn thân của em. Sao em trai? Anh thấy sao nè? Theo yêu cầu của nó mong muốn là nhỏ nhắn thì nhỏ nhắn có rồi đó. Tú muốn một người thật thà thì này là bao thật thà rồi. Tại vì anh đi chơi chung nó 10 năm rồi, thấy nó cũng ngu khoái chơi hoài đó. Thấy gì? Thấy nó ngu. Trời ơi. Khoái chơi hoài vậy đó. Thôi. Mong sao hôm nay có người yêu nha. Em nhìn bạn của bạn làm hiểu rồi đó không? Cũng hiền khô à. Dạ. Thôi được rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt coi nha. Mở rào. Rồi. Anh đến đây chương trình có món quà tặng em. Dạ. Dạ. Quá món, món quà gần bằng Tú luôn á. Dễ thương quá à. Đây là cái món đặc sản ở ngay chỗ anh làm việc. Tại nhiều khi là mấy món cao sang không có chứ đặc sản là có. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Có cho em si ăn không em? Dạ được chị, không sao. Dạ thì em cũng có món quà tặng anh. Quá. Dạ. Này là cây xương đồng, này là tự tay em chọc. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh sẽ chăm chọc kỹ. Dạ. Cái này cũng là em vẽ lên, cái hình ở trên đó cũng là em vẽ lên luôn. Chứ cái này là anh cầm theo đường hoài luôn, không dám gói. Dạ. Đứng nó hát luôn, đứng nó hát luôn. Hát. Đúng. Hát kìa. Em cũng thông cảm đi, anh tạm thời lên đây. Tâm trạng anh cũng hơi ổn định nhưng chưa chuẩn bị kịp bài. Không, hát đại bài gì cũng được, tao muốn hát mà. Không hát cô giáo là mầm non hát nè. Đúng. À, vậy thì em hát thì anh mua phụ họa cho em. Đúng rồi. Dạ. Bỏ cái đó xuống đâu. Dạ, mình không hát thì... Đó, cái dễ. Đến đây làm. Không hát thì hò. Không phải con cò, ngóng cổ mà nghe. Mừng luôn em. Dạ. Em xin hát bài là Nếu Như Anh Đến. Nếu như ngày anh bước đến, vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình. Trái tim đừng làm em bối rối, biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh từ cơn gió bay qua. Rồi, anh nói câu được không? Dạ. Em mới vừa cắt giọng hát lên là anh cảm thấy anh rụng tim rồi. Anh rụng tìm các bạn. Rồi về ghế ngồi đi các bạn. Đó, các bạn cảm nhận về nhau. Cảm nhận của anh lần đầu tiên thấy em như thế nào? Thì đầu tiên cảm nhận của anh là quen một người bạn gái chung thị nhỏ nhắn để anh bảo vệ. Nếu em biết nấu ăn thì quá ok với anh luôn. Nếu mà em đứng số 2 là không ai dám đứng số 1 trước mặt anh luôn. Hồi nãy thì hai MC chưa có hỏi về khuyết điểm của em, thì anh có muốn biết về khuyết điểm không? Khuyết điểm á thì cho anh tìm hiểu coi như một câu hỏi đi. Dạ. Anh cũng có khuyết điểm em muốn biết không? Dạ. Khuyết điểm lớn nhất của anh là chính là mù đường. Thôi vậy chết rồi, em cũng là khuyết điểm của em luôn. Dạ. Giờ dạ, có dạ. Google các bạn ơi. Cho anh hỏi một câu. Dạ. Ba mẹ em có khó không? Theo em thấy thì ba mẹ của em dễ. Nếu mà đối với em dễ thì chắc chắn anh qua nhà chơi được. Dạ.
Em còn muốn hỏi anh nữa không? Muốn hỏi là anh có thích con nít không? Thường thường anh thích con nít với vậy, thường thường là anh thích thú cưng vậy thôi. Anh thích thú cưng? Thú cưng chứ nít nữa, tại hai cái đều nhỏ nhắn, mình có thể lo lắng được, bảo vệ cho nó được. Dạ. Yeah. Em có cảm nhận cái gì khi gặp anh không? Em thấy anh rất là dễ thương, nhưng mà em có cái quan niệm là em không có tin vào tình yêu sét đánh. Em chỉ có tin vào cái ấn tượng của mình dành cho nhau thôi, như là mình quen nhau là mình có ấn tượng như thế nào. Còn sau đó yêu hay là thương gì đó thì mình phải tìm hiểu nhau lâu dài nữa. Theo em thì em không thấy là khi nào mình nhìn một cái mà yêu liền được hết trơn á. Tình yêu sét đánh chỉ có trong truyền thuyết thôi. Mình phải tìm hiểu em lâu dài. Đúng rồi, chỉ có mình yêu như mới gặp nhau thì mình thấy ấn tượng về nhau, mình thấy thích nhau thôi. Không phải là vậy chứ, em quen một người bạn trai thì anh không biết quen bao nhiêu người. Nhưng quan trọng là nếu em chấp nhận cho anh cơ hội thì anh sẽ trân trọng cơ hội đó. Cũng giống như là trân trọng cây xương rồng em đã trân trọng cho anh. Dạ. Bây giờ Tân bước tới nắm tay Tú ha, đối diện với Tú để mình trao nhau một cái cảm xúc ban đầu xem thế nào. Bước tới đi Tân. Dạ. Anh mượn tay em nắm. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, rồi hỏi đi. Em có hay ghen không? Dạ, em nghĩ là em không có ghen. Tại vì em tin tưởng. Dạ, em tin tưởng người bạn của em. Dạ. Em thích con trai hay con gái? Em thì em bé nào em cũng thích hết. Dạ. Thì bạn không có lòng mình cứ thích không được. Dạ, cái đó thì còn tùy vào quá trình của mình tìm hiểu nhau. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy mà thích nhau quá rồi thì cũng có thể là một năm hoặc là ít hơn. Còn nếu mà tìm hiểu mà thấy vẫn chưa hợp thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn nữa. Em có sợ ma không? Dạ không. Viên Anh rất là sợ. Mà anh sẽ vì em đối diện với nỗi sợ đó. Rồi, Tân nói hết những cái gì mình suy nghĩ về Tú đi Tân. Nói chung thì dòm em rất là dễ thương. Dạ. Đặc biệt là xinh đẹp. Anh cũng hơi tụng tim rồi đi. Dạ. Được. Hai. Ba. Chúc mừng. Nào. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi Tân. Hai bạn này là vừa sai vừa rất là hợp. Vừa luôn. Cùng suy nghĩ, cùng sai, tất cả mọi cái đều rất là tương đồng với nhau. Nào. Tân. Dạ. Hôn đầu tiên. Chị gái cho em phép hôn bạn Tú tí xíu. Chút xíu. Xíu. Hôn chút xíu thôi nha. Hôn gì ông mà gỉ cái đầu nó vô chút xíu. Hôn nhẹ nhàng nó đỡ cái cầm lên. Hôn nhẹ nhàng lên má. Làm lại coi nè. Đó gì đó. Đó. Cho nó tình cảm lãng mạn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ cảm ơn. Đây là buồn trong cuộc sống cả. Nên là rất là buồn, rất là
cá Bình Phước quá trời luôn, xong tìm rồi đi xuống tới gần đây nè. Kể nghe coi mấy tình mối tình rồi. Em thì một cái tình linh vương từ hồi học sinh học rồi. Đến lúc năm học đại học thì có quen một người là học chung cái hoạt động của nhóm. Em có quen được 2 năm nhưng mà do em sai. Mình sai là được rồi đó. Em nhận sai nhưng mà em cũng có nhận lỗi, mình cũng có kêu là thôi mình tha thứ hơn mình để mình quay lại, nhưng mà thì nó đã thì đi qua xa rồi. Rồi về mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là 4 năm rưỡi. Rồi sao đây, sao 4 năm rưỡi rồi? 4 năm rưỡi là mối tình này thì là rút kinh nghiệm của mối tình trước nhiều. Là quan tâm, là chăm sóc, là chia sẻ, rồi sao chia tay đây? Thì do cái bạn đó thôi. Em không biết tại sao luôn. Em không phải nói nhưng tại sao mình thấy mình là không còn phải như thế mình. Em không biết nói tại sao nhưng mà ý là bạn gái như thế nào? Trong đợt dịch xong, đợt dịch năm ngoái xong, đến tháng 9 thì bạn ấy tự nhiên không nhắn tin cho em nữa. Em hồi xưa em ở xưởng ở Bình Dương, sau đó chuyển đến Phước một thời gian. Thì sau một thời gian đó là em bạn đó ở đâu? Ở Bình Dương làm. Vậy là yêu xa đúng không? Yêu xa nhưng mà em vẫn lên bình thường, tại vì cho là dịch đấy em không lên được, nhưng mà em vẫn ngày nào cũng gọi điện qua Zalo, nhắn tin rồi. Không có lầm lỗi với bạn ấy một tí gì cả. Em ráng mình là một người tốt rồi, nhưng mà kết cục không được cái gì hết. Em không biết tại sao lại chia tay. Giờ không biết lý do nhưng mà có lên gặp bạn không? Em có lên nhưng mà bạn ấy đã trốn. Bạn ấy muốn gặp ấy. Rồi nhắn tin thì bạn nói là chuyện chia tay không lý do luôn. Em không biết tại sao, em rất buồn. Em lên em chỉ biết khóc thôi. Em hụt hẫng á, vừa công việc vừa không được làm được, vừa chỉ là bạn gái nữa. Em rớt vào cái tình trạng thất vọng á. Em giống như là em không muốn làm gì. Có sâu không? Sau bỏ bê người khác xong rồi mình muốn lấy lại, chuộc lỗi lại, là mình lại đặt trên một cái người khác nhưng mà không được bị giọng đó. Thấy chưa? Gieo chi rồi gặp nè. Thấy chứ hả, coi như không có duyên đi em. Với lại em đã cố lên kéo mình đưa video xem. Nói chung là chị nói rồi, coi như không có duyên đi, hoặc là ví dụ duyên tới đó thì hai bạn không có bạn có thể nha, chị nói thì khiến em bây giờ không biết có buồn nữa hay không. Nhưng mà chị nói thật, ví dụ như bạn gái lúc đó là có người quan tâm ở dưới Bình Dương thì kia thì sao, đúng không? Thì mong là bạn hạnh phúc đi, chứ mà bây giờ em cứ buồn sao có vấn đề. Sao hận mình? Mình tự nhiên mình chuyển về nhà mình làm thì chắc là sao anh cũng không tí là chị bạn nói đi rồi, là cho suy nghĩ là không có duyên nữa đi. Đến hiện tại có hận không? Bây giờ thì bình thường rồi, bây giờ mà lúc đó là hận. Giận bạn nhiều lắm, nhưng mà sau khoảng 6 tháng vẫn chưa quên được. 6 tháng rồi vẫn chưa quên được. Đã mấy năm trời là còn chưa quen được nữa rồi. Ông mới có 6 tháng rồi quên. Chứ 6 tháng trời đúng không? Giống như là mới ngày hôm qua vậy. Giống như ngày hôm qua vậy. Giống như là em ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, ngày cũng gọi đến lúc mà em thấy chắc là không được nữa. Em cảm thấy như vậy. Thì thôi em chắc là em cũng có nên rồi. Rồi, chia tay bạn nó tới nay rồi là bao nhiêu mấy tháng hả? Từ tháng 9 năm ngoái. Từ tháng 9 năm ngoái. Cũng chưa tới 50. Gần 1 năm. Cho là gần 1 năm. 9 tháng trời, rồi có quen ai không? Không, em vẫn đợi chờ. Em vẫn đợi. Rồi giờ có đợi đúng không? Đợi lên đây chi? Chứ khổ quá. Em không đợi được. Bây giờ là em quyết định sẽ không đợi nữa. Quyết định hồi nào không đợi nữa? Chắc từ 2 tháng trước. 2 tháng trước là quyết định không đợi.
Quyết tâm mình không dạy vào bản thân mình nữa. Ừ, rồi. Cho chị biết ưu điểm nhược điểm của em với lại mẫu người yêu của em mong muốn là gì? Ưu điểm của em là sẽ sáng tạo. Ừ, sáng tạo gì? Em thường sáng tạo với cái máy móc của em. Ừ. Em hay nhiều khi thất bại nhưng mà em vẫn luôn cố gắng em làm cho ra được. Ừ. Nhưng đến lúc mà vẫn không làm được thì bỏ. Ừ. Rồi, gì nữa? Thích chơi thể thao, chơi bóng chuyền, chơi bia. Rồi, gì nữa không? Biết thích hát và nấu ăn. Rồi, hát một xíu đi em. Hát thì em hay quên lời, em bấm lại. Ok. Em hát bài Ngày Hạnh Phúc. Ok, rồi hát một khúc cho chị thôi, chứ không hát phần hát nhiều đi. Rồi, mời em. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người, yêu thương như gió với mây. Từng lời nói, từng yêu mãi, yêu biết bất tận. Thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê. Bối rối mỗi khi em yêu hờn dỗi và ngày em đến xua tan màn đêm bận rất ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Rồi, cảm ơn Thanh. Về nhược điểm của em thì như thế nào Thanh? Em thì rất là dễ nóng nhưng mà rất là dễ nguội. Nóng trong trường hợp nào? Nóng trong trường hợp là em làm không được chặn mặt với mình, hay dập chân dập tay, dập chân dập tay nhưng mà nóng đúng lúc rồi. Nhưng mà em biết kiểm chế bản thân mình. Có cái nào đánh người chưa? Có nào đập đồ chưa? Cũng muốn đánh lắm nhưng mà em thì cứ vậy. Em kiểu em nhá nhưng mà em biết kiểm chế bản thân của mình được. Em không có ngủ khổ lắm. Rồi mẫu người yêu của em sao? Người em được là tóc dài, tóc ngắn một chút, da một chút, vừa vừa được không? Vừa cũng được. Alo. Dạ, thôi chờ con xíu con đang, dạ đúng rồi, để có con đang bận xíu có gì con gọi lại cho chú nha. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Dạ, trắng một chút. Ừ, mũi rồi. Cao chút, lông mày hơi lợn một chút. Mũi cao. Cười duyên một thể. Ông lông mày đậm rồi, ông còn đòi người ta đậm nữa. Cao khoảng 1m55 đến 1m65 là được. Rồi thích Ngọc Trinh với Sam hả? Dạ. Ông ốm vậy hả? Dạ đúng rồi. Cực kỳ thích Ngọc Trinh. Mấy bạn đó thấy không? Hay đại gia không? Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì từ 18 đến 26. Dự định khi nào em lấy em tìm hiểu xong khoảng 6 tháng 1 năm thì em sẽ làm được. 6 tháng 1 năm là ok đúng không? Chưa được đặt tên. Sổ bản thân không hay không? Rồi em có thu nhập hiện tại của em bao nhiêu tháng thành? Hiện tại em là 40 triệu. Em có nhà riêng hay gì cho nó chưa? Em có một sự riêng mà chưa phải đến em đi thuê thôi. Nhà hiện tại cũng nhà ở trước. Nhà cũng là nhà là một con trai. Em là trai một nhà hả? Trai một có hai đứa gái. Rồi có vườn tược gì không? Rồi có, ra rồi có vườn cây lau cá. Có lau cá chuồng trại. Là ba mẹ đang làm cái đó. Ba mẹ thì chăn nuôi thôi. Còn em thì đi kinh doanh. Nhưng mà mốt sau này em nghĩ là em về nhà em ở chung với ba mẹ cho bạn làm dâu hay cho hay là đi nhà riêng. Nếu mà ở em thì mình sẽ lên xuống mình làm ở công ty ở làm em thì em hay đi về đi lại nhưng mà làm lương tháng cao, em thu nhập cao như vậy thì em có mua đất đai gì cho Bình Phước chưa? Đất đai Bình Phước cao quá. Dạo này cao nhưng mà lúc trước chưa mua nữa hả? Lúc trước em mới về năm nay năm ngoái mà em mới làm nghiệp cũng làm nhiều nhiều nơi. Về đất nông rồi mua đi để
dành đó. Sao quá hả? Ừ, thôi cố gắng ha. Ừ, nhà có đất đai gì không? Nhà có đất ạ. Ừ, vậy gì nhà xây mới nổi. Nhà nhà hơi dốc ạ. À. Nhà cao 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 cả, là sự sự như dưới đâu nhé. Ờ, là là là. Trên trên đầu nhé. Ờ. Thì nó có đất. Ừ. Có đất nói chung là hai cái nhà. Ừ. Vậy đó. Thôi, vậy cũng được rồi. Rồi, cảm ơn Thanh. Ok rồi. Về nhà làm giấy tờ đi ha. Có gì thì giờ chương trình.